Ngày 6 tháng 4, Đảng bộ báo Nghệ An tổ chức Đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đại hội điểm cơ sở của Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh. Để chào mừng đại hội, các đoàn viên thanh niên đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước, quê hương đổi mới. Đặc biệt, các cán bộ phóng viên báo Nghệ An cũng mang đến đại hội những làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh và những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Sau chương trình văn nghệ và nghi thức trang trọng, Đại hội Đảng bộ báo Nghệ An khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, tổng biên tập Đảng bộ báo Nghệ An nhấn mạnh, Đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đi sâu đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để đạt mục tiêu cao nhất, xây dựng báo Nghệ An trở thành đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Đại hội tiếp tục được nghe đồng chí Lâm Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy báo Nghệ An trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ báo Nghệ An nhiệm kỳ 2010-2015, trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần dân chủ, cởi mở và đổi mới, đại hội đã nghe các tham luận, các ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên. Các ý kiến thảo luận đã góp phần khẳng định, làm rõ hơn kết quả trên các mặt của Đảng bộ Nghệ An nhiệm kỳ 2010-2015. Đặc biệt, tập trung thảo luận, nêu lên các giải pháp sát thực nhằm xây dựng và giữ vững danh hiệu Đảng bộ báo Nghệ An đạt trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tờ báo Nghệ An, trở thành nhạc trường trong định hướng dư luận, xây dựng tòa soạn hội tụ, xây dựng báo Nghệ An trở thành đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Trên tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ báo Nghệ An lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu cử thăm dò Bí thư Đảng ủy báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại đại hội, Đảng bộ báo Nghệ An cũng đã tổ chức biểu dương một tập thể và 8 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ báo Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ báo cần tập trung cao hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên có năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh, gương mẫu, tiên phong hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan báo Nghệ An và các đoàn thể xuất sắc. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ báo Nghệ An lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, trọng tâm là xây dựng tòa soạn hội tụ, quyết tâm xây dựng báo Nghệ An trở thành đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới vào năm 2016. Ban chấp hành của nhiệm kỳ mới cũng đã ra mắt đại hội và khẳng định quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa với các đồng chí là chúng tôi sẽ nỗ lực đoàn kết và phấn đấu để dành hết tâm huyết, nghị lực cùng như trí tuệ để đảm lãnh đạo Đảng bộ báo Nghệ An và đơn vị báo Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn tất cả các đồng chí đảng viên trong đảng bộ đồng sức đồng lòng hỗ trợ toàn tâm toàn ý để giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, và chỉ có cái sự đồng lòng đồng sức của các đồng chí thì chúng tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của báo Nghệ An chúng ta năm 2020 của nhiệm kỳ mới ạ. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí ạ.